Tình hình tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023 tăng 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương, giảm số người chết. Trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 311 vụ, làm chết 182 người, bị thương 193 người, so với cùng kỳ năm 2023 tăng số vụ, số người bị thương, giảm số người chết. Nguyên nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia xảy ra 40 vụ, làm chết 24 người, bị thương 37 người. Tình hình vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ diễn ra phức tạp tại một số địa phương. Ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của một số người tham gia giao thông còn thấp, mang tính đối phó. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra phần lớn đều do chủ quan, điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, không đi đúng phần đường, tránh vượt, không đúng quy định.